đầu năm 2018 đến nay, VietinBank đã đạt được những tăng trưởng ấn tượng trong hoạt động bán lẻ như tốc độ tăng trưởng dư nợ 6 tháng đầu năm 2018 đạt 22,5%, gấp đôi tốc độ tăng trưởng cả năm 2017. Tăng trưởng huy động vốn 6 tháng đầu năm 2018 9,6%, xấp xỉ tăng trưởng cả năm 2017. Tỷ trọng dư nợ 6 tháng đầu trong dư nợ toàn hàng 6 tháng đầu năm 2018 tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng thu nhập từ hoạt động bán lẻ không bao gồm SME trên tổng thu nhập của ngân hàng đạt 40,7%, tổng doanh thu từ lãi bán lẻ đạt 5.625 tỷ chỉ trong 6 tháng đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu của khách hàng bán lẻ cũng luôn được duy trì ở mức thấp dưới 1%, đảm bảo chất lượng tín dụng trong ngưỡng an toàn đã đề ra. Góp phần vào thành công chung của ngân hàng bán lẻ là việc dịch vụ ngân hàng điện tử của VietinBank có bước phát triển ấn tượng. Số lượng người sử dụng ngân hàng điện tử tăng mạnh, Internet Banking đạt 1.501.029, tăng 114% so với cùng kỳ. Tổng số tiền giao dịch trên kênh này trong 6 tháng đầu năm đạt 44.260 tỷ đồng. Số lượng người sử dụng Mobile Banking đạt hơn 1,5 triệu người với tổng số tiền giao dịch là 64.350 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Ngoài ra, VietinBank cũng hoàn thiện call center hoạt động 24/7 nhằm hỗ trợ khách hàng. Từ những kết quả hoạt động kinh doanh trên, hội đồng bình chọn quyết định vinh danh VietinBank là ngân hàng bán lẻ tiêu biểu và là ngân hàng điện tử tiêu biểu năm 2018. Thank you.